thanh toán QR Pay tại Thái Lan, giải pháp thanh toán xuyên biên giới từ Vietinbank. Bước 1, bạn đăng nhập ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay, chọn chức năng QR Pay. Bước 2, bạn quét mã QR tại điểm thanh toán. Bước 3, bạn chọn tài khoản nguồn thanh toán và sau đó nhập hoặc kiểm tra lại số tiền thanh toán bằng đồng bạt hiện trên màn hình. Bước 4, bạn kiểm tra lại thông tin và xác thực giao dịch. Bước 5, màn hình thông báo giao dịch thành công, bạn kết thúc giao dịch ở đây. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với giải pháp thanh toán QR tại Thái Lan do Vietinbank tiên phong triển khai. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.